Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 11 thì chúng mình sẽ làm các cái video nhận định cờ bóng cho rạng sáng ngày mai. Thì chúng ta đã biết được rằng là hai ngày hôm nay, rạng sáng ngày hôm nay và rạng sáng ngày hôm qua thì những trận đấu cuối cùng của giải vô địch cúp C1 vòng loại đã khép lại và đã xác định được 16 cái tên để tham dự vào vòng 1/8. Đó là các cái đội bóng có lẽ là quá quen thuộc với gần như là người hâm mộ bóng đá rồi. Những cái tên này thì thường xuyên có mặt hàng năm luôn. Đại diện của nước Ý chúng ta có Napoli này, Porto của Bồ Đào Nha, Bayern Munich của Đức, Tottenham Anh, Chelsea Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha, Man City Anh, Benfica của Bồ Đào Nha. Rồi, còn cái nhóm tiếp theo chúng ta có Liverpool này, cờ của Anh, Club Brugge của Bỉ, Inter Milan Ý, Eintracht Frankfurt Đức, AC Milan Ý, RB Leipzig, Dortmund và Paris Saint-Germain là những cái tên sẽ được xác định vào vòng 16 đội bóng đấy. Xác định vào vòng 1/8 của đấu trường cúp C1. Còn lại thì những cái đội bóng mà sẽ rơi xuống đấu trường Europa League thì sẽ tham dự trực tiếp vào giải vòng loại 1/8 luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm các cái trận đấu ở trong khuôn khổ Europa League. Về cơ bản Europa League thì nó cũng chỉ có một số các cái đội bóng có thể anh em sẽ tham dự thôi, theo dõi thôi. Thì chúng ta thấy có những cái tên quen thuộc. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Arsenal và FC Zurich này, thứ hai là Real Sociedad và Man U, rồi Feyenoord Rotterdam và Lazio. Đó thì mình nhìn sơ bộ là mình sẽ làm ba cái trận đấu này trong ba video tiếp theo. Thì rất mong anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những cái thông báo nhận định của video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Video đầu tiên mình sẽ để nhận định trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Arsenal và đội tuyển Zurich vào lúc 3 giờ sáng ngày mai, 4/11/2022 giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng của đấu trường Europa League bảng A và kèo chính của chúng ta trong trận đấu này. Arsenal được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ chấp cực cao lên tới 2,25. Kèo sẽ được hạ xuống 2 hòa và nâng lên 2.5 cho Arsenal. Trước khi đều nội dung nhận định thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe nhé. Nếu anh em nào chưa có trang cược có truy cập fb883.com để có thể tham khảo kèo này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, Arsenal sẽ đón tiếp Zurich tại chính sân vận động nhà của mình, sân vận động Emirates. Vào lúc 3 giờ sáng thì diễn ra rất nhiều các trận đấu trong khuôn khổ Europa League. Và tâm điểm có lẽ là trận đấu giữa Arsenal và FC Zurich. Một cuộc đối đầu mà có lẽ rằng là chúng ta biết được pháo thủ cần phải làm gì trong trận đấu này. Khi mà nhìn sơ bộ thì Arsenal đang đứng ở vị trí đầu bảng A với 12 điểm. Xong thì với con số 12 điểm cũng không phải là một con số an toàn khi mà chúng ta biết rằng đại diện của Hà Lan Edin Hope đang đứng ở vị trí thứ nhì với 10 điểm. Và ngay buổi tối ngày hôm nay luôn, Edin Hope sẽ gặp Bodo Glimt. Vậy nếu trường hợp mà Edin Hope có chiến thắng trước Bodo Glimt mà Arsenal không thể có chiến thắng trước Zurich thì cái việc mà Arsenal phải vào vòng loại của cúp C2 là một cái điều gì đó rất có khả năng xảy ra nha, rất có khả năng xảy ra. Bởi vì là một cái đội bóng mà đang có một thành tích tốt như vậy ở đấu trường Premier League, xong mà nếu mà phải tham dự vòng loại của cúp C2 thì nó là một cái điều gì nó không xứng đáng với pháo thủ thời điểm lúc này. Vậy thì họ cần ít nhất là một trận thắng, ít nhất là một trận thắng. Bởi vì nếu trường hợp hòa ấy, mà Edin Hope cũng có một trận hòa với lại có một trận thắng trước Bodo Glimt thì xét về chỉ số phụ thì Edin Hope vẫn gọi là cao hơn Arsenal. Vậy thì Arsenal họ cần ít nhất là phải có 3 điểm trong trận đấu này. Nếu một điểm là cái nguy cơ sẽ phải đá playoff rất là cao. Cho nên Arsenal họ mục tiêu của họ chắc chắn là sẽ cần phải một trận chiến thắng. Còn FC Zurich đại diện của Thụy Sĩ thì xem chừng là họ không còn cái cơ hội gì nữa rồi. Họ không còn cái cơ hội gì nữa rồi. Khi mà họ phải cần ít nhất là một trận chiến thắng trong trận đấu này thì họ mới có thể được tham dự vào cúp C3. Nhưng mà xem chừng thì cũng điều đó cũng khá là khó khi mà đối thủ của họ đó là Arsenal. Chưa kể là họ phải thi đấu trên sân nhà. Thì về cơ bản là chúng ta biết được rằng trận đấu này định mệnh nó an bài rồi khi mà cái tỷ lệ chấp cũng lên tới 2,25. Một cái con số cũng cực kỳ cao đấy. Và chúng ta biết rằng dựa trận đấu lượt đi ngày 9 tháng 9 vừa rồi thì Zurich bị Arsenal đánh bại với tỷ số 2-1 ngay trên chính đất Thụy Sĩ của họ. Vậy thì trận đấu lượt về này và cái mục tiêu rõ ràng của Arsenal đã đề ra như thế thì cái việc Zurich có một trận hòa trong trận đấu này là cái điều gần như là không thể. Chắc chắn Arsenal sẽ có 3 điểm trong trận đấu này, nhưng cái với cái tỷ số như thế nào thì chúng ta cần phải đào sâu hơn ha. Chúng ta nhìn phong độ của Arsenal thì chúng ta biết được là họ là quá là tuyệt vời ở đấu trường Premier League rồi. Đấu trường cúp C2 thì họ cũng đang đứng đầu bảng như vừa nãy mình nói. Còn đại diện của Thụy Sĩ thì trong 6 trận đấu hôm nay thì chúng ta chỉ quan sát thấy họ có 2 trận chiến thắng thôi. Và 2 trận chiến thắng đó có một cuộc đối đầu giữa Bodo Glimt và một cuộc đối đầu của đấu trường quốc nội của họ đấy. Thì về sơ bộ là tình hình chung như thế, thông số như thế thôi. Quan trọng chúng ta xem đội hình ra quân của hai bên
về ở FC Zurich thì mình không có tham xem các cái trận đấu ở đội bóng này, thành ra thì cũng chỉ biết là họ cũng có một số các cái cầu thủ trụ cột chấn thương. Còn về phía Arsenal thì gần như là những cái cầu thủ đầy đủ hết, chỉ có mất đi Granit Xhaka này, tức là không có tên trong danh sách đăng ký. Rồi Bukayo Saka mất đi cái bộ ba của Martinelli, rồi là Jesus Gabi. Khả năng là trận đấu này thì Arteta sẽ tung ra đội hình tuyến B đấy, bởi vì chúng ta thấy này, dùng thủ thành dự bị Aaron Ramsey, thủ thành bắt chính nhá, Aaron Ramsey bắt chính này, chỉ có Martinelli này, Martin Odegaard này, Martin Odegaard này nó đây rồi này, Jesus Gabi không có, không sao, gần như đội hình chính đấy, bởi vì họ cũng cần có một chiến thắng trong trận đấu này mà. Thì với cái kèo đấu này kèo chấp 2,25 mình đánh giá cũng cao đấy. Xem chừng thì mình vô cái kèo này cũng khá là nguy hiểm. Với cái kèo đấu này thì anh em có thể tham khảo kèo Arsenal chấp góc 4.5 là một cái kèo chắc chắn, gần như là tỷ lệ Arsenal sẽ ăn góc nhiều. Bởi vì chúng ta biết cái lối đá của Arsenal là gần như tấn công từ biên mà. Thứ hai nữa thì trận đấu này sẽ là một trận đấu một chiều cho Arsenal và FC Zurich chỉ có thể kéo về mặt thủ mà thôi. Cái kèo chấp góc là một cái kèo mình đánh giá là ổn hơn. Còn kèo 2.25 ấy, xem chừng như là nó hơi cao. Tính tới cái thời điểm đầu trận ha, thì tốt nhất là chúng ta căn rung và chúng ta hãy gọi là theo kèo góc đấy, nhận định của mình. Còn mình cũng dự kiến trận đấu này Arsenal có chiến thắng khoảng 3-1 nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nhận định của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video nhận định kế tiếp.